Đây các bạn, đây là dĩa tôm kho đậu của mình đó. Các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ vào bếp với món tôm kho. Cái cách kho của mình rất là già hay là trẻ em gì đều rất thích. Các bạn mua về thì mình bóc vỏ cái đầu, rồi rạch cái dưới này để lấy phần vỏ, giữ lại cái một tí đuôi này cho nó tí nữa nó đẹp các bạn. Đó, mình xẻ trên lưng, lấy cái chỉ lưng nha các bạn. Sau đó đem rửa sạch hết. Các bạn rửa với muối, với nước muối á, hoặc là các bạn thích thì có thể bỏ thêm tí rượu vào để rửa cho nó thơm. Sau đó mình để ở đây. Nguyên liệu tiếp theo thì mình có ở đây là đậu hũ các bạn. Đó, mình có một miếng đậu nhỏ nhỏ thôi. Mình cắt ra thành những cái lát đậu như này này. Đó. Trước khi vào bếp chiên đậu á, thì mình đi ướp với tôm này. Dùng bột canh nghe các bạn, chỉ một xíu thôi. Mình dùng một ít đầu hành trắng và một ít hành xanh, hành lá các bạn. Ngoài ra thì mình bỏ vào đây 1/2 thìa cà phê dầu màu điều. Mình sẽ trộn cái tôm này lên. Con hải sản thì bản thân nó có vị mặn, vị ngọt của riêng nó rồi nghe. Ướp ban đầu mình ướp ít ít thôi. Để dễ trộn thì mình bỏ vào trong một cái tô to hơn. Mình mua cái tôm này là tôm có vỏ hơi mềm mềm một xíu, gọi là tôm bấy á các bạn. Sẽ bỏ vào đây 1 quả trứng gà. Các bạn có rượu nấu ăn thì bỏ rượu nấu ăn nha. Còn không có rượu nấu ăn thì dùng rượu trắng. Bỏ vào đây 1 thìa ăn canh rượu trắng. Trứng gà nó vỡ ra và nó bọc vào con tôm á các bạn. Bỏ vào đây 1 ít rau cần mà xắt thật nhỏ ra các bạn. Các bạn không có rau cần có thể bỏ thay bằng rau răm hoặc là lá hẹ cũng được nghe các bạn. Cũng rất là thơm. Đó, mình bỏ vào đây. Đầu tiên là 1 thìa ăn canh bột mì đã nghe các bạn. Bột mì đa dụng á. Các bạn có bột chiên giòn cũng được, nhưng mà bột mì sẽ ngon hơn. Bột chiên giòn nó sẽ có vị mặn và các bạn phải canh chừng cho lỡ nó mặn quá nha. Đầu tiên mình bỏ 1 thìa đã. Mình trộn lên. Để cho bột nó áo vào con tôm. 1 thìa ăn canh bột mì nữa. Và bây giờ mình thấy là nó có vẻ khô rồi các bạn. Mình không bỏ thêm bột mì nữa. Cứ bỏ từ từ, nếu các bạn mà thấy không quen thì có thể bỏ nửa thìa một lần nha các bạn. 2 thìa ăn canh của mình là 2 thìa đầy á các bạn, bột mì á. Bỏ đậu vào. Mình sục xịt để cho đậu nó không có dính ở dưới cái đáy chảo nha các bạn. Chảo của mình cũng lâu rồi, mình sợ nó dính á. Đây, mình sẽ gấp miếng đậu ra. Mình thích ăn nó hơi mềm mềm béo béo, không có thích ăn quá cứng. Bỏ vào trong chảo. To mà ngon lắm các bạn. Tôm rất là hấp dẫn. Mình xẻ con tôm ra ở 2 phía mà bây giờ nó nở ra, con tôm nhìn thấy to. Một tí rau cần và nữa nó thơm. Cứ dán trở qua trở lại cho con tôm nó chín. Con này là được rồi, mình vớt ra, mình gắp ra nha các bạn. Gắp ra bỏ vào cái dĩa. Mình tiếp tục chiên cho đến hết tôm nha. Chiên tôm mà có trứng, có bột. Đây nè em. Ở trong cái hộp đó lên chị mới lấy chị làm còn Mình chuẩn bị 1 chén nước sốt nha các bạn, chỉ dùng 1 thìa ăn canh nước mắm, 1 thìa ăn canh nước tương, 1 thìa ăn canh tương ớt, 1 thìa ăn canh tương cà, mỗi thứ 1/2 thìa cà phê đường vàng, nửa chén nước, nửa chén nhỏ các bạn. Sánh dẻo của nó rồi, mình không cho bột nữa, tôm mình cũng có bột rồi. Bắt cái chảo lên trên bếp, bỏ trực tiếp ớt, hành, tím cho nó dậy mùi thơm.
chén hồi nãy mình chuẩn bị, các bạn thích mà bột ngọt thì bỏ bột ngọt vào cũng được nha, nhưng mà món này thì mình thấy cũng không cần vì là tôm nó rất là ngọt rồi. Mang tôm bỏ vào ngon lắm các bạn, trở qua trở lại cho tôm mình nó thấm nha. Rồi đậu lên các bạn cho nó thấm. Đậu áo hết tất cả vào rồi, rất là ngon rồi các bạn. Bỏ vào đây một tí hành lá nha các bạn. Đó, rải vào một xíu tiêu nha các bạn. Đây là dĩa tôm kho đậu của mình đó các bạn. Với cái cách kho này á, thì tôm của mình này các bạn, để mình xé ra sẽ không có bị khô, không bị cứng vỏ, rất là ngon các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì xin hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, tiếp thêm cái động lực mình sẽ làm thêm nhiều video nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.